Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước một tháng. Có một loại nước mắm thuần khiết, sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thường hạn. thân ý nghĩa Hãy luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hoàng gia tinh hoa Đức Việt Nước mắm hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau bao gồm 250ml, 500ml và 750ml Tại Sydney, Nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, Tiểu bang Nam Úc đã công bố ngân sách ngày hôm qua và theo thủ hiến Peter Malinowskis thì đây là ngân sách cung cấp hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân, đồng thời xây dựng cho tương lai tốt đẹp hơn. Trong khi Bộ trưởng Ngân khố Stephen Mulligan thì nói rằng ngân sách này là ngân sách thạng dư lần thứ hai liên tiếp trong năm nay và dự báo sẽ tiếp tục thạng dư theo các ước tính sắp tới. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin về ngân sách Nam Úc 2024, kẻ thắng người thua. Chính quyền Nam Úc cho biết ngân sách năm nay sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cho những ai đang cần đến sự giúp đỡ vì hoàn cảnh đời sống khó khăn và đắt đỏ bằng cách cam kết tài trợ 266.2 triệu đô la, đồng thời giữ cho ngân sách luôn ở mức tối đa. Những người được cho là thắng cuộc chính là các gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học, có thể mong đợi tiết kiệm được 600 đô la vào năm tới 2025, thông qua việc giảm học phí trường công và tăng gấp đôi phiếu thể thao. Ngoài ra, ngân sách cũng dành ra nhiều khoản hỗ trợ để xây dựng nhà cửa, cũng như tài trợ giáo dục và y tế để hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển, vì Nam Úc sẽ sớm chế tạo ra những cỗ máy phức tạp nhất trên trái đất, theo lời Thủ hiến Peter Malinowskis. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngân khố Stephen Mulligan thì cho biết, cải cách giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ cùng với nhà ở giá rẻ cũng là trọng tâm của ngân sách 2024-2025. Tuy nhiên, trong khi doanh thu của chính phủ tăng lên, thì chi phí của chính phủ cũng tăng lên khi Nam Úc tiếp tục đi theo quỹ đạo nợ kỷ lục. Chỉ riêng sức khỏe đã có thêm 2.5 tỷ đô la được chi tiêu, phần lớn là do chi phí vận hành nó ngày càng trở nên đắt đỏ. Cũng theo ông Stephen Mulligan thì đây là ngân sách thẳng dư thứ hai liên tiếp, nên chính phủ sẽ không áp đặt thêm bất cứ loại thuế nào mới, trong khi các loại thuế hiện đang có sẽ không bị tăng thêm. Điều này có nghĩa là Nam Úc vẫn tiếp tục là tiểu bang có mức thuế thấp nhất nước Úc. Tiếp tục tin về Nam Úc. Ngân sách này thực hiện các khoản đầu tư quan trọng để đưa Nam Úc hướng đến một tương lai thịnh vượng hơn. Ngân sách Nam Úc 2024-2025 cung cấp cứu trợ chi phí sinh hoạt cho các gia đình và người dân thuộc diện ưu đãi và thu nhập thấp, đồng thời đầu tư vào các ưu tiên chính bao gồm sức khỏe, nhà ở và công ăn việc làm. Ước tính ngân sách lần này sẽ cung cấp khoản thẳng dư 306 triệu đô la trong năm 2023-2024 với dự báo thạng dư sẽ vượt qua các ứng tính sắp tới. Ngoài ra, ngân sách cũng không có thuế mới và thuế trước bạ sẽ được bãi bỏ hoàn toàn đối với tất cả những người mua nhà lần đầu, đủ điều kiện xây nhà mới, bất kể giá mua như thế nào. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề chính về nguồn cung mà không làm tăng giá bất động sản. Về chi phí sinh hoạt, ngân sách cung cấp 266.2 triệu đô la để cứu trợ cho người dân, bao gồm 54.6 triệu đô la trong 4 năm. Để tăng gấp đôi số phiếu thể thao, trị giá 100 đô la từ 1 lên thành 2 phiếu cho mỗi đứa trẻ mỗi năm. Phiếu thể thao cũng có thể sử dụng cho các lớp dạy âm nhạc. 24 triệu đô la để giảm 200 đô la chi phí về dịch vụ tại các trường công, hỗ trợ cho khoảng 120.000 phụ huynh tại Nam Úc. 51.5 triệu đô la để cung cấp khoản thanh toán giảm giá sinh hoạt bổ sung một lần, trị giá 243.9 đô la trong tháng 6 cho hơn 210.000 người Nam Úc. 36.6 triệu đô la trong 4 năm để tăng gấp đôi chiết khấu chi phí sinh hoạt cho người thuê nhà và người có thẻ y tế cũng như những người cao niên đang hưởng trợ cấp pension. Điều này có nghĩa là khoảng 73.000 người trong nhóm này sẽ có thêm 371.7 đô la trong tài khoản để chi tiêu. 35.8 triệu trong 3 năm để nâng cấp năng lượng tại 3.500 ngôi nhà xã hội nhằm mang lại lợi ích hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho những người thuê nhà 14.1 triệu đô la trong 4 năm để cải thiện và mở rộng khả năng tiếp cận một loạt các ưu đãi, hỗ trợ khoảng 21.000 người dễ bị tổn thương ở Nam Úc. Và sau cùng là 10.6 triệu đô la trong 4 năm để mở rộng ưu đãi về giao thông công cộng cho khoảng 15.000 người có thẻ healthcare. Riêng các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ 20 triệu vào năm 2024-2025 cho giai đoạn thứ nhì của Quỹ Phục hồi Kinh tế. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ cho tối đa 8.000 doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện và các tổ chức phi lợi nhuận để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và giảm hóa đơn năng lượng. Ngoài ra, còn có 18.4 triệu đô la trong 4 năm để giúp các tổ chức phi chính phủ đáp ứng chi phí ngày càng tăng. Trong khi đó, các gia đình có hai trẻ em trong độ tuổi đi học sẽ nhận được 600 đô la từ việc tăng phiếu thể thao và giảm phí vật liệu và dịch vụ. Những biện pháp này được thiết kế để bổ sung cho sự hỗ trợ rộng rãi của chính phủ liên bang trong ngân sách hồi tháng 5 vừa qua bằng cách cung cấp cứu trợ cho các gia đình và những người có thu nhập thấp. Tiếp tục tin về ngân sách Nam Úc, những khoản hỗ trợ cho nhà ở tức là housing. Ngân sách hôm qua đã cung cấp mức kỷ lục là 843.6 triệu đô la cho nhà ở để xây thêm nhà mới và cải thiện khả năng chi trả. Ngoài ra, kể từ hôm qua, thuế trước bạ sẽ được bãi bỏ hoàn toàn đối với tất cả những người mua nhà lần đầu đủ điều kiện xây hoặc mua nhà mới, bất kể giá mua căn nhà đó như thế nào. Điều này có nghĩa là một người mua nhà lần đầu đủ điều kiện mua một ngôi nhà mới xây, phù hợp với giá trung bình là 750.000 của Atelier, sẽ nhận được hơn 50.000 đô la trong cả khoản giảm thuế trước bạ stamp duty, cũng như khoản trợ cấp cho chủ sở hữu ngôi nhà đầu tiên trị giá 15.000 đô la. Ngoài ra, còn có 576 triệu đô la để tái phát triển tài sản của cơ quan quản lý nhà tại Seattle và khu đất trống tại Nolunga Downs, ước tính sẽ cung cấp thêm 1.315 ngôi nhà tại Seattle, bao gồm việc thay thế 388 ngôi nhà xã hội hiện có và xây thêm 626 ngôi nhà ở phía Nam, bao gồm 80 ngôi nhà xã hội và 90 ngôi nhà với giá cả phải chăng. Bên cạnh đó còn có 30 triệu đô la để phát triển thêm nhà ở trong khu vực, 136 triệu để xây dựng và nâng cấp thêm 442 ngôi nhà ở xã hội và 5 triệu để gia hạn chương trình vô gia cư Aspire cho đến cuối tháng 6 năm 2027. Kế đến là những hỗ trợ trong lĩnh vực sức khỏe trong ngân sách của Nam Úc. Ngân sách đã cung cấp thêm 2.5 tỷ đô la cho y tế trong 5 năm để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo hệ thống y tế của tiểu bang có đủ nguồn lực phù hợp. Các biện pháp mới bao gồm 1.6 tỷ đô la để đáp ứng chi phí cung cấp dịch vụ cao hơn, đáp ứng được yêu cầu của sự gia tăng gần đây, đồng thời hỗ trợ cho cơ quan SA Health khi cơ quan này tăng dần hiệu quả của các dịch vụ của mình. Trong khi đó 742.3 triệu được bổ sung cho các hoạt động của bệnh viện. 24 triệu trong 3 năm để xây dựng các trạm cứu thương mới tại Guayala. Marion và Two Wells, 17.1 triệu đô la trong 4 năm để mua thêm 21 ghế chạy thận nhân tạo ở phía Bắc Adelaide, hỗ trợ thêm 84 bệnh nhân, 15.2 triệu trong 3 năm để chống lại bệnh lao, thêm 11.5 triệu trong 4 năm để nâng cấp bệnh viện Port Prairie và dịch vụ đào tạo và phát triển mô phỏng đang ngành nghề. Ngoài ra, còn có thêm 64.4 triệu đô la dành cho các biện pháp giải quyết tình trạng gia tăng, gồm 20 giường mới tại Bệnh viện Leo Marguen và 36 giường mới tại Bệnh viện Queen Elizabeth. Bên cạnh đó, ngân sách năm nay cũng đầu tư thêm 5 triệu đô la trong 4 năm để hỗ trợ các chương trình sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên. Với 219 triệu đô la tài trợ bổ sung, hiện đã được cam kết kể từ khi chính phủ bầu cử để hỗ trợ sức khỏe tâm thần, bao gồm cả việc cung cấp thêm 108 giường chăm sóc sức khỏe tâm thần trên toàn hệ thống y tế. Sau đây là những hỗ trợ về công ăn việc làm trong ngân sách Nam Úc. Ngân sách 2024-2025 có sự đầu tư quan trọng vào thanh niên và nền kinh tế, đặc biệt là mức đầu tư và kỹ năng được tăng lên 2.3 tỷ đô la trong 5 năm, hợp tác với chính phủ liên bang. Ngoài ra, ngân sách cũng cung cấp thêm 692 triệu đô la trong 5 năm, thể hiện mức tăng 43% trong tài trợ kỹ năng để đảm bảo người dân Nam Úc có được những kỹ năng cần thiết cho những công việc mới sẽ được tạo ra trong nền kinh tế của tiểu bang này. Khoản này bao gồm 275.6 triệu cho hơn 160.000 cơ sở đào tạo trong các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng, y tế, xây dựng, giáo dục mầm non, chuyển đổi năng lượng sạch và công nghệ thông tin và 56.2 triệu để giúp nhiều sinh viên hoàn thành khóa đào tạo của mình. Một cách tổng quát, ngân sách ước tính chính phủ Malinowskis sẽ cung cấp khoản thẳng dư 306 triệu đô la vào năm 2023-2024. Đây là thẳng dư thứ hai liên tiếp. Điều này diễn ra sau khi chính phủ Malinowskis cung cấp khoản thẳng dư đầu tiên sau 4 năm vào năm ngoái 2022-2023 sau 3 năm ngân sách thâm hụt dưới thời chính phủ Liên Đảng tiền nhiệm, Việt Nam Úc trở lại trạng thái thẳng dư đã xảy ra sớm so với phần còn lại của đất nước, làm nổi bật sức mạnh của vị thế ngân sách hiện tại của chính phủ Malinowskis. Ngoài Nam Úc thì Tây Úc cũng là tiểu bang đã có thẳng dư liên tiếp trong 6 năm, mà lý do vì kể từ năm 2018, Tây Úc đã được chia lợi nhuận thuế GST cao hơn so với các tiểu bang còn lại ở Úc. Bên cạnh đó, Nam Úc cũng lần đầu tiên được xếp hạng là nền kinh tế hoạt động số 1 trong báo cáo tình hình các tiểu bang của Comsec. Dựa vào tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 3.9% trong 12 tháng qua tính đến tháng 4, đặc biệt đạt mức thấp kỷ lục 3.3% trong tháng 2. Và tỷ lệ 3.9% cũng thấp hơn rất nhiều so với mức thất nghiệp 5% khi chính phủ lao động Molinovskis được bầu vào năm 2022, sau khi có thêm 40.000 người có công ăn việc làm trong 2 năm qua. Sau cùng ngân sách cũng kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại phạm vi mục tiêu của ABA, tức là từ 2 đến 3% vào năm tài chính 2025-2026, phản ánh quan điểm của ABA rằng nỗ lực cuối cùng nhằm giảm lạm phát xuống phạm vi mục tiêu sẽ là khó khăn nhất. Sau cùng là tin về việc công đoàn ACTU ra mắt ứng dụng loại bỏ mức lương thấp cho nửa triệu lao động trẻ. Các công đoàn đã đưa ra một đơn đăng ký mang tính bước ngoặt gửi tới trọng tài tại nơi làm việc, tức là Fair Work Commission, để yêu cầu bãi bỏ mức lương thấp đối với hơn nửa triệu thanh niên từ 18 đến 20 tuổi làm việc trong các lĩnh vực thức ăn nhanh, dược phẩm và bán lẻ. Hành động này do Thư ký Công đoàn ACTU bà Sally McManus và Thư ký Quốc gia của Hiệp hội Nhân viên Đồng minh và Phân phối Gerard Dwyer, gọi tắt là SDA đưa ra, đã được đệ trình lên Fair Work Commission ngày hôm qua thứ Năm. Theo quy định tại nơi làm việc, nhân viên dưới 21 tuổi không được trả mức lương đầy đủ. Thay vào đó, những thanh niên 20 tuổi được trả 90% lương căn bản, trong khi thanh niên 19 tuổi thì chỉ nhận được 80% và 18 tuổi nhận được 70%. Đây là điều mà công đoàn cho là bất công, và hiện nay công đoàn đang yêu cầu nâng mức lương của nhóm này lên ngang bằng với mức lương căn bản của chính phủ. Riêng đối với người lao động dưới 18 tuổi thì đề xuất lập luận rằng những người 17 tuổi sẽ nhận được 75% tỷ lệ, tăng từ 60%, trong khi người lao động từ 16 tuổi trở xuống sẽ nhận được một nửa, tức là 50%, thay vì chỉ nhận được 45% như hiện tại. Phát biểu từ Adelaide, nơi ACTU tổ chức hội nghị 3 năm một lần, bà Sally McManus cho biết những người lao động trẻ không hề được giảm tiền thuê nhà, cũng không được giảm giá khi đi mua hàng tạp hóa thì tại sao phải bị giảm tiền lương và đây là điều không công bằng. Nhận xét của bà McManus đã được ông Dwyer ủng hộ, người cho rằng thanh niên Úc phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về tiền lương vì tuổi tác của họ. Ông Dwyer nói rằng, ở tuổi 18, hầu hết nhân viên bán lẻ và thức ăn nhanh đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không có lý do gì để họ bị trả lương thấp hơn 30%. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.